Cô muốn làm gì? Bọn ta đã giải quấy hơn một phần năm nay, cũng không thấy cô ấy có chút tiến bộ nào. Xem ra vẫn là chân thần bạch quyết lợi hại. Thần tôn nhà ta mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng hàng vạn năm nay đều lẻ loi một mình. Bây giờ hiếm lắm mới có tiểu điện hạ ở bên cạnh, nên dạy bảo cũng vô cùng tận tình. Đáng tiếc, mấy ngày tiểu điện hạ không ở đây, trên mặt thần tôn nhà ta lại chẳng nở nụ cười nữa. Xích đu của ta sao bụi bặm thế? Tảng băng đáng ghét này, đợi lấy lại được căn nguyên hỗn độn, ta nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ với huynh. Nhập định rồi. Đúng là ông trời giúp ta. Trong sách nói, chân thần nhập định thì linh hồn sẽ đi vào hư không, trong chốc lát sẽ không tỉnh lại được. Chi bằng nhân cơ hội này lấy căn nguyên hỗn độn của mình về. Thần không biết quỷ không hay, lại tránh được việc dây dưa với tảng băng này. Phải làm thế nào mới được đây? Mình đến thần lực để lấy căn nguyên hỗn độn cũng không có. Chẳng lẽ... Dù sao xung quanh cũng không có ai. Chắc sẽ... Không ai biết đâu. Cô muốn làm gì? Không phải huynh đã nhập định rồi sao? Chỉ là nghỉ ngơi một chút. Theo lý mà nói, về lại thần giới thì huynh nên trả lại căn nguyên cho ta. Huynh không những không trả ta, còn bắt ta đến tận nơi để đòi. Có phải huynh cố ý muốn làm ta xấu mặt không? Bản tôn không có ý đó. Hai ta đoạn tuyệt quan hệ. Thượng cổ, thượng, làm gì đấy? Trời nóng như vậy, người mất đi thần lực như người không sợ bị bịt kín đến nỗi nổi mẩn sao? Dậy đi, dậy đi. Người xem, đây là gì? Bảo đảm nhìn thấy thì người sẽ khỏe lại ngay. Đây là ta lấy về từ chỗ Hồng Nhật. Nguyệt Di, sau này tỷ đừng đến Điện Triều Thánh tìm ta nữa. Ta không cần mặt mũi bước ra khỏi Điện Triều Thánh này nữa. Hẹn ngày tái ngộ. Nhìn thấy chưa, tài nghệ nhanh như sao băng, nhanh như tia chớp của ta đây. Rảnh rỗi thì học hỏi chút đi. Tiểu điện hạ, ngươi lợi hại quá. Thượng cổ, huynh đến đây làm gì? Ta còn chưa tha thứ cho huynh đâu. Là vị thần chủ, sao có thể ham chơi mê muội? Huynh cứ lo tốt cho bản thân mình đi đã. Vì thần chủ bị lợi dụng triệt để như ta đây, chắc trên đời này cũng chỉ một mình ta. Hôm đó ta đã giải thích rồi. Sau này, dù không có Huyền Nhất, ta vẫn sẽ quan tâm mọi chuyện của cô. Chuyện này cứ để nó qua đi. Bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Hạng người không biết phân biệt đúng sai như ta, không xứng được chân thần tận tình dạy bảo. Kiếm cổ đấy, tiễn khách. Tiễn khách. Tiễn. Được, chân thần không đi, vậy ta đi.
Thượng cổ. Thượng cổ. Ngồi xuống, cùng uống đi. Chuyện bằng hữu lâu năm ở tiên giới của người đã được giải quyết rồi sao? Ý thần tôn muốn nói là người và tiểu điện hạ đúng không? Hấp phong ẩm lộ. Vậy tiểu điện hạ vẫn đang tức giận vì chuyện cũ u đó sao? Thần tôn có muốn tiếp tục dạy tiểu điện hạ không? Bản tôn đã đồng ý với Chích Dương là sẽ dạy bảo cô ấy, thì không có lý nào là bỏ dở giữa chừng. Thần tôn nói rất đúng, tính tình của tiểu điện hạ sốc nổi, đại sự của chúng sinh đang cận kề, thần tôn lo lắng là chuyện đương nhiên. Thần tôn, ta có một kế sách hay. Thần tôn, người đâu? Ba người thiếu một chẳng phải đã bảo người đi tìm người sao? Thần tôn đã tìm khắp cả thần giới, nhưng không phải là đang tu luyện thì là muốn uống rượu ngắm hoa. Sao bọn họ lại không thích chơi mặt dược với bản tôn vậy? Ba người cực lớn quá, ai mà muốn tới? Thôi vậy thôi vậy, người lui xuống đi. Dân, ba người chơi mặt dược thì tẻ nhạt lắm. Hay là chúng ta gọi Bạch Quyết đến đi. Đừng đừng đừng, chân thần Bạch Quyết thanh cao lắm, đến cả thứ bình thường như xúc sắc cũng không thèm nhìn đâu. Đúng vậy, Thiên Khải, người lần đầu tiên quen Bạch Quyết sao? Đưa ra lời khuyên chẳng đáng tin cậy chút nào. Người hiểu cái gì chứ? Nếu thắng được tảng băng đó một ít đinh châu, nghĩ tôi đã thấy vui rồi. Chẳng phải thiếu người sao? Kiếm cổ đế, ngươi vào đây. Quỳnh ấy mới nhìn ngươi một cái, ngươi liền không dám cử động đúng không? Sẽ có một ngày ta nung chảy cái thứ nhát gan như ngươi. Lại đây. Thần khí và chủ nhân tâm linh tương thông, cô có tính cách như nào thì nó sẽ có tính cách như thế. Ý của bản tôn là pháp thuật này chỉ khi nào gặp được tiểu điện hạ mới có thể mở ra được. Người chỉ việc đọc theo nó, đảm bảo tiểu điện hạ nghe được sẽ rất thích thú, cũng sẽ không giận thần tôn nữa. Cô thấu tình đạt lý, dịu dàng độ lượng, xinh đẹp động lòng người, hiền thục chu đáo, tất nhiên là đứng đầu trong tam giới. Lúc ở Cửu U, Bạch Quyết bị thương ở lưỡi sao? Bị thương ở lưỡi sao? Ta thấy Quỳnh ấy bị thương ở đầu thì có. Ta cũng nghĩ vậy. Bản tôn cô có việc xin cáo lui trước. Làm gì có chuyện khen người ta một nửa chứ? Tảng bằng họ Bạch, Quỳnh đứng lại. Thương cổ. Thương cổ. Tiểu tổ tông này vừa rồi còn không cho chúng ta nhắc đến Bạch Quyết, người ta mới nói có nửa câu liền đuổi theo ngay rồi. Tính cách của hai người này đúng là rất đẹp đôi. Đẹp đôi cái gì chứ? Đẹp đôi cái gì chứ? Tên Bạch Quyết vừa xấu tính vừa cứng nhắc đó, sao có thể so được với ta chứ? Không được, mới có bao lâu mà đã thành ra như vậy rồi. Nếu ta còn không nghĩ cách thì người đến tay rồi cũng sẽ bị cướp mất. Đồ ngốc. Khi nào mới có thể quay đầu nhìn lại? Ở đây còn có một người đang đợi chứ.